ở Nhân Gian Lập Địa thành Tiên Chương 685, Đại Kiếp Chư Thiên tiến về Nhân Gian. Hai, phía sau bản tôn là một giáo phái hùng mạnh, các ngươi chỉ là một trong những quân cờ mà giáo phái dùng để chống lại kiếp nạn vạn giới, còn rất nhiều quân cờ giống như các ngươi đang nỗ lực tu luyện để bảo vệ quê hương của mình. Ngay cả khi các ngươi không muốn bảo vệ quê hương của mình, bản tôn cũng sẽ không đưa các ngươi trở về, muốn trở về thì hãy cố gắng tu luyện lời nói của nàng khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi kiếp nạn chư thiên nữ tử mặc đồ đen không để ý đến phản ứng của những người này tiếp tục nói nhân gian mà các ngươi sắp đến vô cùng rộng lớn sắp nên đón thời đại thịnh thế vạn tộc trỗi dậy thiên kiêu tranh giành sau khi các ngươi đến nơi tốt nhất là tìm một giáo phái để gia nhập còn về cách lựa chọn là hành động đơn độc hay cùng nhau hành động bản tôn sẽ không can thiệp trước khi đi bản tôn sẽ truyền cho các ngươi một pháp thuật, tất cả mọi người hãy lắng nghe cho kỹ. Ngay khi lời này vừa dứt, tất cả mọi người bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, không dám lơ là, họ đã cảm nhận được áp lực. Nhân gian chưa biết kia rốt cuộc là như thế nào, Dương Lâm Nhi cũng đang nghĩ đến vấn đề này, đồng thời trong lòng nàng thở dài. Nàng cảm thấy mình ngày càng cách xa phương vọng. Nhưng nàng không hề nản lòng, ngược lại còn tràn đầy ý chí chiến đấu, Quá trình càng gian nan thì ngày trùng phùng mới càng mỹ diệu, tất cả mọi người đều không chú ý đến. Lúc này những đám mây đen trên bầu trời đêm tản ra, để lộ ra vầng trăng sáng, giữa vầng trăng có một bóng người lơ lửng. Khi biển mây tràn qua, bóng người đó đã biến mất không thấy. Sau khi gặp Tề Vân Đại Thánh, 12 năm trôi qua, tu vi của Phương Vọng đã đạt đến tầng 7 đạp tiêu cảnh. Hắn nóng lòng muốn tu luyện đến đạp tiêu cảnh tầng 9. Sau khi củng cố tu vi, Phương Vọng mở mắt, bắt đầu suy tính về tiểu tử và cơ như thiên. Long cung của tiểu tử ngày càng hùng mạnh, có xu hướng thống nhất tứ hải, thân phận chân long khiến nó rất dễ thu phục yêu tộc. Tên này gặp phải kẻ không đánh lại thì đi nhờ cơ như thiên giúp đỡ, may mà cơ như thiên đủ mạnh. Cơ như thiên hiện tại đã có thể chống lại đạp tiêu cảnh. Mặc dù đạp tiêu cảnh không phải là đỉnh cao của thế giới này nhưng những người mạnh hơn cơ như thiên không nhiều, hơn nửa phần lớn đều là những người ẩn cư ngoài việc giúp tiểu tử bản thân cơ như thiên cũng gây thù chuốt oán khắp nơi nhiều lần bị thương nặng hắn vẫn không tìm phương vọng giúp đỡ nhiều lần thoát khỏi cảnh tuyệt vọng khiến thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng phương vọng càng tính toán càng thấy thú vị đây mới là nhân vật chính của thiên mệnh không cần dựa vào hắn tiểu tử cơ như thiên không trở về còn đoạn thiên thì ngày nào cũng tranh giữ bên ngoài luyện công không bao giờ bước vào lầu cát dù bên ngoài mưa to gió lớn hắn vẫn có thể đã tọa bên bờ sông ung dung tự tại phương vọng nhìn về phía đoạn thiên phát hiện trong cơ thể đoạn thiên đã có một tia thần lực tịch diệt đồng thời còn có khí tức của tề vân đại thánh tề vân đại thánh đã ra tay như vậy cũng tốt đoạn thiên trưởng thành nhanh cũng có lợi đối với phương vọng phương vọng tiếp tục nạp khí tu luyện đồng thời quan sát đoạn thiên mối quan hệ giữa đoạn thiên và tề vân đại thánh rất phức tạp giống như phân thân nhưng đoạn thiên lại có tư duy độc lập. Phương Vọng đã nghĩ đến quan hệ huyết thống nhưng lại cảm thấy đoạn thiên chính là tề vân đại thánh, trực giác này rất mãnh liệt. Đằng sau cơ như thiên cũng có đại thánh, không biết cơ như thiên chọn đoạn thiên có phải là sự mưu tính giữa các đại thánh hay không? Quan sát một hồi lâu, Phương Vọng tiếp tục tu luyện. Tiếp theo, hắn phải đột phá lên đạp tiêu cảnh tầng 9 trong một hơi, từ đạp tiêu cảnh tầng 7 đến đạp tiêu cảnh tầng 9, hoặc nhìn chỉ cách nhau hai tiểu cảnh giới nhưng đối với hầu hết các tu sĩ đạp tiêu cảnh bà nói đây là một vực sâu không thể vượt qua dưới bầu trời xanh biển xanh vô tận trên một hòn đảo khổng lồ vô số tu sĩ yêu quái tụ tập trong thành những bóng người ra vào liên tục phồn hoa và tráng lệ dương lâm nhi dương tuấn cùng một số tu sĩ trái đất đi trên đường phố tất cả đều bị cảnh tượng trong thành làm cho kinh ngạc một nam tử mặc áo xanh cảm thán đây mới thực sự là thế giới tu tiên, các ngươi xem, ở đây có pháp bảo cát, công pháp cát, thần binh cát, đáng tiếc chúng ta không có nhiều linh thạch. Dương Tuấn tiếp lời, việc cấp bách bây giờ là phải tìm một giáo phái để gia nhập, như vậy mới có thể kiếm được linh thạch. Những người khác gật đầu, đều rất mong chờ tương lai. Hay là tìm một nhà trọ để ở, còn có thể hỏi thăm chủ quán về tình báo này. Một nữ tử mặc áo vàng mặt trái xoan mở lời đề nghị dương tuấn cười nói đây đúng là một ý kiến hay vừa hay nếm thử rượu ngon và đồ ăn ngon của giới tu tiên mọi người nhất trí bắt đầu tìm kiếm nhà trọ trong thành một nén hương sau bọn họ tìm được một nhà trọ vây quanh một chiếc bàn lớn sau khi dương tuấn gọi món xong hắn hỏi người hầu bàn về các tông môn giáo phái ở đây có tuyển đệ tử không người hầu bàn rất nhiệt tình bắt đầu giới thiệu Mặc dù vùng biển này không được coi là vùng biển lớn của Tây Nhân gian nhưng các giáo phái ở đây vô số kể, nổi tiếng nhất là 72 động tiên, mỗi động đều tự thành một đạo thống, trong 72 động tiên có tu sĩ đại thừa cảnh tọa trấn. Người hầu bàn nói thao thao bất tuyệt, mọi người nghe rất chăm chú. Đại thừa cảnh, nghe có vẻ rất lợi hại. Đợi người hầu bàn giới thiệu xong, sau khi lui xuống, mọi người bắt đầu thảo luận về việc gia nhập động tiên nào có người đề nghị tách ra sau này còn có thể trao đổi tình báo nhưng bị những người khác bác bỏ nhiều người cho rằng tốt nhất là họ nên đoàn kết như vậy hy vọng sống sót sẽ lớn hơn dương lâm nhi cũng chọn đoàn kết chủ yếu là nàng không yên tâm về dương tuấn sau khi quyết định mọi người chìm vào im lặng lúc này những thực khách bên cạnh cười ầm lên họ đang bàn luận về những chuyện thời sự của thiên hạ tên từ cầu mệnh kia rốt cuộc là người thế nào Nghe nói hắn đến từ Đông Nhân Giang, đến Tây Nhân Giang để thách đấu với các kiếm tu, trăm trận trăm thắng, chưa từng bại trận. Ta biết, từ cầu mệnh là kiếm tông, một trong 12 đạo tông vọng đạo ở Đông Nhân Giang, là thiên kiêu hàng đầu của Đông Nhân Giang. Vọng đạo Có phải là vọng đạo của thiên đạo không? Đương nhiên, những năm gần đây, Đông Nhân Giang và Tây Nhân Giang hợp nhất, phần lớn tu sĩ Tây Nhân Giang đến Đông Nhân Giang ít có tu sĩ đông nhân gian đến đây phiêu bạc, còn gây dựng được danh tiếng. Nghe nói ba tháng trước, từ cầu mệnh đi ngang qua nơi này, các động chủ của 72 động tiên đều ra đón, kết quả từ cầu mệnh không thèm nhìn họ lấy một lần. Chật chật, thật muốn được chiêm ngưỡng phong thái của kiếm tông. Nghe họ bàn luận, Dương Tuấn và những người khác cũng thấy hứng thú. Dương Tuấn quay đầu, cười hỏi, đạo hữu, từ cầu mệnh kia là cảnh giới gì? có đạt đến niết bàn cảnh không nghe vậy những tu sĩ đang bàn luận quay đầu nhìn họ rồi cười ồ lên không chỉ những tu sĩ này mà tất cả thực khách trong quán trọ đều cười dương tuấn nhướng mày hắn có thể cảm nhận được sự chế giễu của những người xung quanh nhưng hắn không tức giận ngược lại càng tò mò về từ cầu mệnh hơn hắn không khỏi hỏi tiếp các vị chúng ta mới đến đây không hiểu biết về chuyện thiên hạ không biết các vị vì sao lại cười một tu sĩ lắc đầu cười nói niết bàn cảnh ngay cả khi cao hơn niết bàn cảnh một đại cảnh giới thì cũng không phải là đối thủ một kiếm của từ cầu mệnh lời của hắn được những tu sĩ khác đồng tình các tu sĩ bắt đầu kể lại những chiến tích của từ cầu mệnh dương tuấn và những người khác nghe mà kinh ngạc liên tục không ngờ niết bàn cảnh không phải là đỉnh cao của nhân gian họ đều có cảm giác như trước đây mình chỉ ngồi trong giếng mà nhìn trời dương lâm nhi tuy không nói gì nhưng nàng cũng bị chấn động như vậy xem ra, với tu vi của họ thì tồn tại ở nhân gian này cũng chẳng khác gì phàm nhân. Dương Tuấn rất hứng thú với vọng đạo đằng sau từ cầu mệnh, hắn hỏi tiếp, từ cầu mệnh có phải là người mạnh nhất của vọng đạo không? Mạnh nhất? Trong 12 đạo tông, hắn được coi là yếu nhất, chỉ là hắn còn trẻ, nếu cho hắn thêm 500 năm nữa, chắc chắn sẽ là cường giả vô địch thiên hạ. Có người lắc đầu cười nói. Những người khác cũng nói theo nói đến thiên đạo thì càng khó tin nghe nói thiên đạo còn trẻ hơn từ cầu mệnh sao có thể ngươi tin sao ngươi có tu luyện từ trong bụng mẹ có là đại thánh chuyển thế thì cũng không thể quá mức như vậy chỉ là đông nhân gian quá yếu thần thoại quá mức mà thôi có lý dù sao chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc với thiên đạo hay là nói về từ cầu mệnh đi nghe nói từ cầu mệnh chuẩn bị thách đấu với thiên tài mạnh nhất dưới ngàn tuổi của kiếm tộc không biết có thật không nhưng kiếm tộc cách vùng biển chúng ta ở quá xa, cả đời này chúng ta không thể chiêm ngưỡng được cảnh tượng trọng đại như vậy. Sau đó, Dương Tuấn không nói gì nữa, hắn chăm chú lắng nghe, đợi đồ ăn thức uống được bưng lên, hắn vẫn nghe say sưa ngon lành. Nửa canh giờ sau, mọi người đi ra khỏi quán trọ, Dương Tuấn nhìn Dương Lâm Nhi, phấn khích nói, tỷ chúng ta đi tìm một động tiên có kiếm đạo xuất chúng nhất trong 72 động tiên đi, sau này từ cầu mệnh chính là mục tiêu của ta ta cũng muốn giống như hắn, ý chí hăng hái, danh chấn thiên hạ. Thôi thì cứ xem vậy, chuyện này không phải chúng ta có thể lựa chọn, 72 động tiên không phải muốn vào là vào được." Dương Lâm Nhi trả lời. Nàng không đồng ý với đề nghị của Dương Tuấn, bởi vì nàng hiểu rõ tên nhóc này. Hắn chỉ là nhất thời bốc đồng, hôm nay thích tu kiếm, ngày mai có thể thích tu thể. Những người khác cũng bắt đầu tưởng tượng về quá trình tu luyện sau này, Dương Lâm Nhi nhìn về phía chân trời, trong mắt có chút buồn bã. Thế giới tu tiên này lợi hại như vậy, Phương Vọng si mê tu tiên, nếu hắn có thể đến đây, chắc chắn hắn sẽ rất vui. Sau đó, Dương Lâm Nhi đi theo đồng bạn rời đi, bước lên con đường truy tìm 72 động tiên. Trên trời, chim trắng bay ngang, nhân gian tan thương như sóng lớn, lớp này nối tiếp lớp khác, dường như không bao giờ ngừng nghỉ. Chớp mắt. 30 năm trôi qua trong nháy mắt. Phương vọng thuận lợi đạt đến đạp tiêu cảnh tầng chín, hắn đang chuẩn bị một hơi đột phá đến chân hồn cảnh, nhưng sự trở về của tiểu tử đã làm gián đoạn quá trình bế quan của hắn. Công tử đại sự không ổn rồi. Tiểu tử vội vã xông vào trong lầu cát, Phương vọng không mở mắt, hỏi: sao vậy? Cơ như thiên chết rồi. Tiểu tử vội vàng nói, Phương vọng nghe vậy, lập tức mở mắt. Phương vọng không hỏi thêm, mà bấm ngón tay tính toán. Ồ quả nhiên không tính được nhân quả và khí vận của hắn phương vọng không khỏi hỏi nói rõ ràng xem nào tiểu tử lơ lửng trước mặt phương vọng bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ của cơ như thiên ba năm trước cơ như thiên giúp tiểu tử hàng phục một yêu vương yêu vương đó để cầu sinh đã nói ra tuyệt học mạnh nhất của nhân gian này tuyệt học đó được giấu trong cấm địa ở rì nhân gian truyền thuyết kể rằng nơi đó từng có đại thánh chết tử quán khí ngút trời sinh linh vào đó có đi không về. Cơ như thiên không tin tà, vì vậy hắn liền dẫn yêu vương đến đó. Yêu vương đợi bên ngoài cấm địa ba năm, cho đến vài tháng trước, đầu lâu của cơ như thiên bay ra từ trong cấm địa, lăn đến trước mặt yêu vương. Điều này khiến yêu vương sợ hãi. Nghe đến đây, Phương Vọng đứng dậy, hỏi, chỉ là một cái đầu lâu thôi mà, sao có thể kết luận là chết được? Đi thôi, đi xem thử, gọi cả đoạn thiên đi tiểu tử vội vàng gật đầu, sau đó quay người bay về phía cửa phòng, phương vọng đi theo sau. trước lầu cát có một yêu quái đang chờ. đây là một con ngư yêu, mặc một bộ giáp dày màu đen xanh, trên vai có lông thú kéo dài đến áo choàng, khuôn mặt đã hóa thành mặt người, chỉ còn lại hai chiếc sừng trâu to lớn. hắn đứng trước lầu cát, không nhỏ hơn lầu cát bao nhiêu. ngư yêu đang nhìn chằm chằm vào đoạn thiên, đoạn thiên khiến hắn có cảm giác rợn tóc gáy rõ ràng tu vi của đoạn thiên rất thấp điều này khiến hắn rất hứng thú với đoạn thiên chuẩn bị đi đồ ngốc tiểu tử bay qua đầu hắn nó bay đến gần đoạn thiên đánh thức đoạn thiên dậy ngư yêu vô thức quay đầu lại nhìn thấy phương vọng trong bộ đồ đen đi ra khỏi phòng hắn thầm kinh ngạc hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của phương vọng hắn vội vàng hành lễ với phương vọng nói tiểu nhân tên là ngưu hải bái kiến tiền bối phương vọng khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm không lâu sau phương vọng cưỡi tiểu tử bay đi ngưu hải dẫn đường phía trước chân đạp một chiếc vòng sắt khổng lồ đoạn thiên cũng ở trên đó công tử con yêu quái này trước đây là con trâu nuôi trong nhà nông sau đó người nông dân đó được tiên duyên hắn cũng tu tiên theo trở thành yêu sủng của người đó nhưng trong một lần rèn luyện chủ nhân của hắn đã chết hắn gặp họa được phúc ăn một quả kỳ lạ vạn năm từ đó gân cốt tái tạo một bước lên trời chiếc vòng sắt dưới chân hắn chính là do chủ nhân của hắn năm xưa rèn cho hắn tên này vẫn khá trọng tình nghĩa tiểu tử mở lời giới thiệu với phương vọng trong lời nói tràn đầy vẻ tán thưởng tu vi của ngưu hải đạt đến thần thông cảnh từ một con trâu phàm tu luyện đến cảnh giới như ngày nay quả thực rất đáng nể ngưu hải ở nhân gian này được coi là đại yêu vương chấn động thiên hạ yêu binh dưới trướng vô số để thu phục hắn tiểu tử đã phải tốn không ít tâm tư phương vọng khẽ gật đầu nói hắn quả thực không tệ sau khi cơ như thiên xảy ra chuyện hắn vẫn có thể nghe lệnh ngươi tiểu tử sửng sốt cảm thấy lời nói này của phương vọng có hàm ý sâu xa ngưu hải phía trước cũng nghe được câu nói này thân yêu trở nên cứng đờ nhưng hắn không quay đầu lại trên quãng đường tiếp theo phương vọng ngồi xếp bằng trên đầu tiểu tử tiếp tục tu luyện đoạn thiên thỉnh thoảng hỏi ngưu hải về tình hình lúc đó hắn không tin cơ như thiên đã chết trước khi gặp phương vọng hắn đã cảm thấy cơ như thiên là người mạnh nhất trời sập xuống cơ như thiên cũng có thể chống đỡ nửa tháng sau bọn họ vượt qua hơn nửa nhân gian đến trước cấm địa cấm địa đó ở nhân gian này còn có một tên gọi khác bờ bên kia tiên lộ từ xưa đến nay đại thánh chính là đỉnh cao trong truyền thuyết mà nơi đại thánh tử trận tự nhiên được chúng sinh giao cho nhiều ý nghĩa hơn. Phương vọng mở mắt. Theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nơi tận cùng của biển cả mênh mông là sương mù che phủ bầu trời, một hòn đảo khổng lồ ẩn hiện trong đó. Nói chính xác hơn thì giống như một lục địa, những ngọn núi trong đó giống như những vị ma thần cổ xưa, tỏa ra khí tức bí ẩn và áp lực. Phía trước chính là cấm địa, được các triều đại nhân tộc gọi là bờ bên kia tiên lộ. Ngưu Hải chỉ về phía trước nói, vẻ mặt hắn sợ hãi, như thể nhìn nhiều cấm địa một chút sẽ dính phải vận rủi không lành. Phương Vọng đứng dậy, áo đen tung bay trong gió, hắn lấy mặt nạ hồ ly từ trong nhẫn long ngọc ra, đeo lên mặt. "Đi thẳng vào đi." Phương Vọng mở lời, tiểu tử lập tức tăng tốc. Ngưu Hải quay đầu nhìn Phương Vọng, vẻ mặt do dự, hỏi, "Tiền bối. Trước đây ta chưa từng vào, ta vào cũng giúp. Hoặc là chết." hoặc là cùng vào. Giọng nói lạnh lùng của Phương Vọng cắt ngang lời Ngưu Hải, khiến hắn cảm thấy một luồng ý lạnh thấu xương, sợ đến mức vội vàng quay đầu lại, tiếp tục dẫn đường. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngưu Hải thầm nghĩ trong lòng. Trước đây hắn nghe tiểu tử thổi phòng về sự tồn tại của Phương Vọng nên hắn rất kiên dè nhưng khi thực sự đối mặt với Phương Vọng, hắn mới cảm thấy sợ hãi và khó tin. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy chỉ cần mình nói một chữ không thì sẽ tan thành mây khói bây giờ hắn chỉ có thể cắn răng bay vào cấm địa rất nhanh bọn họ bay vào trong sương mù mênh mông vừa bay vào được trăm trượng tầm nhìn của bọn họ bắt đầu nhanh chóng thu hẹp lại thần thức vừa tiếp xúc với sương mù sẽ bị phản vệ tiểu tử bị phản vệ như vậy khiến thân rồng của nó rung lên công tử thật sự phải vào sao tiểu tử căng thẳng hỏi Phương Vọng đeo mặt nạ hồ ly trả lời, vào đi, cơ như thiên vẫn còn sống. Sau khi vào cấm địa, hắn có thể suy tính ra nhân quả của cơ như thiên. Hắn còn tính ra được những tồn tại khác, khiến hắn càng tò mò hơn về bờ bên kia tiên lộ này. Còn sống ư? Tiểu tử sửng sốt, nó còn tưởng Phương Vọng đến vì tuyệt học. Đoạn thiên nghe vậy thì thở vào nhẹ nhõm. Ngưu Hải đứng trước đoạn thiên không quay đầu lại, vẫn luôn nhìn chầm chầm về phía trước. Đại khái đi được 10 dặm, Phương Vọng rõ ràng cảm nhận được một tầng cấm chế mạnh mẽ và kỳ lạ, ngay cả hắn cũng không thể hiểu được loại cấm chế này. Khi xuyên qua tầng cấm chế này, Phương Vọng có cảm giác như đang thi triển tiêu diêu tự tại thiên du ngoạn thiên địa. Ngay khi Phương Vọng đang thầm cảm thán, một giọng nói uy nghiêm vang lên, "Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, lần này, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Thiên Cung Chân Thần. Thiên Cung Chân Thần, Phương Vọng nghe giọng nói bí ẩn đôi mày kiếm dưới mặt nạ hồ ly không khỏi nhíu lại tiểu tử ngưu hải đoạn thiên đều không nghe thấy giọng nói vừa rồi vẫn cảnh giác nhìn về phía trước phương vọng không lên tiếng bình tĩnh chờ đợi khi bọn họ bay càng sâu sương mù phía trước dần trở nên mỏng hơn những ngọn núi dọc đường dần hiện hình đoạn thiên đứng sau ngưu hải nhìn chăm chú mí mắt giật liên hồi đây đâu phải là núi mà là những bộ xương trắng khổng lồ những bộ xương này giống như xương cốt của nhân tộc nhưng đều rất to lớn, phần lớn cao hơn ngàn trượng, hơn nữa còn quỳ ngồi trên mặt đất, nếu đứng lên thì không thể ước lượng được chiều cao. Bầu không khí trở nên căng thẳng, tiểu tử cũng không dám lơ là, mắt rồng không ngừng đảo khắp các hướng. Bọn họ như đến một thế giới mới, núi non trùng điệp, trải dài khắp mặt đất, từng bộ xương trắng nằm rải rác giữa các ngọn núi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể của yêu tộc và nhân tộc bình thường nhưng phần lớn xương cốt đều vô cùng to lớn, khiến bọn họ có cảm giác mình bị thu nhỏ lại. Phương Vọng cũng bị cảnh tượng trước mắt thu hút, hắn thầm tò mò, đây đều là người khổng lồ sao? Kể từ khi hắn tiến vào, giọng nói bí ẩn kia không còn vang lên nữa, mà hắn cũng không có cảm giác bị theo dõi. Mảnh thiên địa này tràn ngập khí tức kỳ lạ và hỗn loạn, đó là sự tồn tại khác với linh khí phương vọng chỉ có thể dùng từ sau trận đại chiến để mô tả như thể đều là tàn dư của thần thông công pháp bị phung phí chỉ là những khí tức này quá nhiều tràn ngập cả thiên địa thần thức của phương vọng cũng không thể thăm dò quá xa nhưng hắn đã có thể dùng thuật suy diễn để nắm bắt tung tích của cơ như thiên phải nói rằng thuật suy diễn của huyền đô dịch kinh thực sự lợi hại phương vọng hiện tại dùng thuật suy diễn của nó trước tiên cảm giác ngược lại xếp sau đi về phía bên kia phương vọng giơ ngón tay chỉ về một hướng tiểu tử lập tức đổi hướng ngưu hải quay đầu nhìn phương vọng tuy hơi kinh ngạc nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đi theo đoạn thiên không nhịn được hỏi tiền bối tình hình của sư phụ ta thế nào phương vọng trả lời không ổn lắm nhưng cũng không chết được đối phương cố ý bày kế chờ chúng ta đến bày kế đoạn thiên rung động nhíu chặt mày tiểu tử thì quay đầu nhìn ngưu hải khiến ngưu hải vội vàng xua tay nói đại vương ta thật sự chưa từng vào đây thật không nếu là lời nói dối lão ngưu ta cả đời này không thể đột phá được nữa thấy ngưu hải thề độc như vậy tiểu tử đành thôi nó không tin ngưu hải chỉ tin phương vọng phương vọng hiện tại không lên tiếng nó tự nhiên không tiện phán đoán đại khái lại đi được trăm dặm dọc đường bắt đầu xuất hiện những bức tường đổ nát một số bộ xương khổng lồ vỡ vụn trên mặt đất thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những hố lớn Phương vọng suy diễn thì biết đây là nơi cơ như thiên chiến đấu trước đó. Đoạn Thiên đột nhiên rùng mình, không chỉ hắn, ngay cả Ngưu Hải cũng bắt đầu rùng mình, đôi mắt căng thẳng đảo khắp bốn phía, sợ tà ma nào đó đột nhiên xuất hiện. Thời gian tiếp tục trôi qua. Nửa canh giờ sau, tiểu tử và Ngưu Hải bắt đầu giảm tốc độ. Theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, tận cùng thiên địa được dựng một tấm bia đá khổng lồ, còn hùng vĩ hơn tất cả núi non, xương cốt người khổng lồ Phương vọng nhìn chăm chú, thấy từng chữ máu được viết trên tấm bia đá khổng lồ, to nhỏ không đều, nét chữ không đồng nhất, nhìn mà kinh hãi. Trước tấm bia đá khổng lồ có hai bộ xương trắng khổng lồ song song trên mặt đất, hai bộ xương cách nhau trăm trượng, kết một tấm lưới nhện màu vàng, từng bóng người bị treo trên đó, trong đó có cơ Như Thiên. Ngoài cơ Như Thiên, còn có ba người. Sư phụ. Đoạn Thiên thấy bóng dáng cơ Như Thiên, vui mừng kêu lên: giọng nói vang vọng tận mây xanh. Một vùng âm u này mây đen cuồn cuộn, mà phía sau tấm bia đá khổng lồ kia như có mặt trời. Ánh sáng chiếu sáng cả chân trời, khiến ánh mắt người ta không tự chủ được mà chuyển đi. Cơ Như Thiên nghe thấy giọng nói của Đoạn Thiên, khó khăn ngẩng đầu lên, hắn miễn cưỡng cười, lẩm bẩm, quả nhiên vẫn đến. Phương Vọng chỉ cần liếc mắt là có thể thấy Cơ Như Thiên chỉ còn lại hồn phách, hơn nữa còn rất yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán ầm ầm mây đen trên trời truyền đến từng trận sấm sét áp lực và đáng sợ các ngươi vượt biển vượt giới mà đến là cầu đạo hay là cầu trường sinh một giọng nói uy nghiêm vang lên chính là giọng nói bí ẩn truyền âm cho phương vọng trước đó tiểu tử vừa nghe lập tức hỏi lớn hai cái đó thì có gì khác nhau cầu đạo vậy thì khắc tên của ngươi lên bia tội oán nếu có duyên tự nhiên sẽ được đạo pháp cầu trường sinh vậy thì phải khiêu chiến với bản thánh, thắng thì có thể trường sinh bất tử. Bản thánh, danh xưng này khiến tiểu tử, ngưu hải, đoạn thiên rung động. Bờ bên kia tiên lộ vốn có truyền thuyết về đại thánh ngã xuống, điều này khiến bọn họ không khỏi nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ đại thánh không hề ngã xuống, mà chỉ ẩn núp ở thiên địa này, tiểu tử không dám trả lời, chờ phương vọng tỏ thái độ. Gió lớn thổi bay áo đen của phương vọng, hắn như một ngọn lửa đen đang cháy trong không trung hắn từ từ mở miệng nói nếu đã như vậy đại thánh hiện thân đi giọng nói vừa dứt mây đen trên bầu trời bia tội oán đột nhiên bị xé toạc một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi trên đỉnh bia tội oán đó lại là một bộ xương trắng mặt đạo bào tay phải cầm kiếm tay trái cầm một cây phất trần dài như thanh thương vừa nhìn thấy hắn tiểu tử đoạn thiên ngưu hải không hiểu sao lại cảm thấy kinh sợ chỉ nhìn một lần bọn họ đã dời mắt đi theo bản năng Cơ duyên của đại thánh không dễ có được như vậy đâu. Bộ xương trắng mặt đạo bào hừ lạnh nói, theo đó dậm chân. Trong nháy mắt, bia tội oán bùng phát từng luồng huyết quang vạn trượng, chiếu sáng vạn vật trong thiên địa. Tiểu tử, đoạn thiên, ngưu hải bị huyết quang lướt qua, ánh mắt lập tức trở nên đờ đẫn. Phương vọng cũng bị huyết quang lướt qua, chỉ là đôi mắt dưới mặt nạ hồ ly không hề thay đổi. Thiên địa tĩnh lặng, ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Phương Vọng giơ tay phải lên, ngưng tụ ra thiên cung kích. Bộ xương trắng mặt đạo bào nhìn về phía Phương Vọng, khen ngợi nói, ngươi thoát khỏi ảo thuật của bản thánh nhanh hơn trước kia, xem ra kiếp này, ngươi càng mạnh hơn. Phương Vọng căn bản không hề rơi vào ảo cảnh, vô tướng vô hình chu thiên công viên mãn vẫn đang phát huy tác dụng. Hắn mở miệng hỏi, kiếp này, chẳng lẽ ngươi đã từng gặp ta ở những kiếp khác? Là luân hồi chuyển kiếp, hay là số phận giống nhau lặp lại một lần nữa. Lúc trước Hồng Huyền Đế cũng từng nói những lời tương tự, nói rằng hắn đã từng đi 8 lần, chuyện này vẫn luôn là nỗi băn khoăn trong lòng hắn. Sau khi có được kiếm quyết cửu mệnh niết bàn, hắn đã đoán rằng có thể là mình đã dùng kiếm quyết này để tái sinh, nhưng theo như Hồng Huyền Đế nói, Chu Tuyết đã tái sinh hàng chục lần, như vậy thì không hợp lý. Thậm chí còn có người đã đi 10 vạn lần. Không sai, là số phận đi lại một lần nữa cấm khu này tự do ở bên ngoài chư thiên, không chịu ảnh hưởng của bất cứ quy tắc nào. Bản thánh có thể nhìn thấu được con đường thời không huyền diệu nhất, đây là lần thứ 9 ngươi đến đây. Bộ xương trắng đạo bào trả lời. Phương vọng phản bác, nếu ngươi có thể nhìn thấy cùng một thời điểm, sự biến đổi của những số mệnh khác nhau, vậy làm sao ngươi xác định được ta đến đây lần thứ 9? Tại sao ta không thể là lần thứ hai, thậm chí là lần đầu tiên? Vạn vật đều có nhân quả, có nhân mới có quả, cho dù là luân hồi chuyển kiếp, không ngừng trải qua những năm tháng giống nhau, cũng có quan hệ nhân quả. Tám lần trước tụ hợp lại thành nhân, mới thúc đẩy nên ngươi hiện tại, chính là quả. Ngươi gọi ta là thiên cung chân thần, dám hỏi, trước khi ta tái sinh đã là thiên cung chân thần, hay là đến lần thứ tám mới trở thành thiên cung chân thần? Bộ xương trắng mặt đạo bào im lặng một lát, cười nói, ngươi thông minh hơn trước kia. Không sai, Thiên cung chân thần là danh hiệu lần trước ngươi đến, mỗi lần ngươi đến, danh hiệu đều khác nhau, thiên cung chân thần là danh tiếng ngươi gây dựng được ở thượng giới. Phương vọng nghe lời bộ xương trắng mặt đạo bào nói, bỗng nhiên hiểu ra. Nói như vậy, thiên cung chân thần mà hắn gặp ở thiên cung thật ra chính là bản thân hắn, trong lòng Phương vọng nảy sinh thêm nhiều nghi hoặc, hắn liền hỏi theo, tiền bối có thể tự do ở ngoài luân hồi, thời không chẳng phải đã vượt trên tiên đình thượng giới rồi sao? ha ha bản thánh không phải vì mạnh mẽ mới có thể nhìn thấu những điều này bản thánh giống như hồng huyền đế đều đã vứt bỏ bản thân rơi vào lời nguyền vô biên nhìn thì bất tử bất diệt thực ra chỉ là kéo dài hơi tàn đối với thượng giới chúng ta vĩnh viễn không được siêu sinh đã không còn tạo thành bất cứ uy hiếp nào đương nhiên bọn họ cũng không tìm được chúng ta tiên thần cho dù hạ phàm khi bọn họ vượt qua lực lượng quy tắc của cấm khu này bọn họ chỉ có thể đi đến những nơi khác không thể đến đây. Bộ xương trắng mặt đạo bào âm u trả lời, ngữ khí không nghe ra bất cứ cảm xúc nào nhưng lại khiến người ta có một cảm giác trùng rợn. Phương Vọng hỏi, tiền bối quen biết Hồng Huyền Đế sao? Ha ha, là bản thánh truyền thụ bí pháp cho hắn, hắn mới có thể có dũng khí bất chấp tất cả. Bộ xương trắng mặt đạo bào cười lạnh lùng, Phương Vọng nghe ra một tia không hoan nghênh. Phương Vọng khó hiểu hỏi, Hồng Huyền Đế đã đến thế giới này như thế nào? Thế giới này tự do bên ngoài tam giới, bất cứ sinh linh nào của nhân gian đều có thể đến thế giới này, lúc Hồng Huyền Đế đến đây, vừa mới chứng đạo đại đế. Nói đến chuyện năm xưa, bộ xương trắng mặt đạo bào hơi thở dài. Trong lời hắn nói, Hồng Huyền Đế ý khí phong phát, không gì sánh được, cảm thấy dù là trên trời hay dưới đất, mọi thứ đều có thể nắm trong tay. Bản thánh lừa hắn, nói rằng pháp môn này là hiến tế tuổi thọ, đạt được sức mạnh vượt qua cực hạn. Hắn tin rồi, sau đó hắn cũng rơi vào kết cục giống bản thánh, ha ha, không biết hắn có hận bản thánh không. Nghe được lời này, Phương Vọng không nói nên lời, hóa ra Hồng Huyền Đế đã bị lừa. Phương Vọng hỏi, vậy tiền bối đã có được pháp môn này như thế nào? Tiếng cười của bộ xương trắng mặt đạo bào đột nhiên dừng lại. Thiên địa tĩnh lặng. Lúc này, im lặng còn hơn có tiếng. Phương Vọng giả vờ ho một tiếng, chuyển chủ đề, hỏi dám hỏi tiền bối, ngoài ta ra, còn có người nào sống lại nữa không? Nhiều không? Nhiều, không đến xuể, có lúc ngay cả bản thánh cũng khó phân biệt thật giả, giống như một giấc mơ vô tận, có lẽ các ngươi đều là giả, chỉ có ý chí của ta vẫn luôn chìm đắm. Giọng điệu của bộ xương trắng mặt đạo bào trở nên cô đơn. Phương vọng suy nghĩ thay hắn, quả thực rất tuyệt vọng. Không chết được nhưng cũng không sống được, chỉ có thể nhìn trộm sinh linh như người qua đường. Được rồi, đến lúc tiếp nhận thảo nghiệm của bản thánh rồi, kiếp trước ngươi đến đây đã là tu vi bán bộ đại thánh, kiếp này ngươi lại có tu vi như thế nào? Có thể thành thánh chứng đế không? Bộ xương trắng mặt đạo bào chuyển chủ đề, trong tiếng cười mang sự điên cuồng và phấn khích. Trong thế giới hỗn độn không có thời gian này, người có thể khiến bản thánh mong đợi không nhiều, ngươi là một trong số đó. Mỗi lần ngươi đều có thể mạnh hơn, đặc biệt là ngươi của lần trước cho dù không thành thánh chứng đế, ngươi cũng biểu hiện mạnh hơn Hồng Huyền Đế lúc gặp bản thánh, ngươi còn khiến bản thánh nhớ kỹ danh hiệu của ngươi, nói rằng ngươi sẽ không đến nữa. Ha ha ha, kết quả là ngươi vẫn đến, hơn nữa còn quên mất danh hiệu Thiên Cung Chân Thần của ngươi. Đây là chuyện duy nhất bản thánh không thấy chán, nhìn những thiên tài tự tin tràn đầy thề thốt trước mặt bản thánh, sau đó bản thánh nhìn bọn họ lấy tư thế mới đến gặp bản thánh. Bộ xương trắng mặt đạo bào cười cuồng vọng cười tà ác. Tiếng sấm sét vang lên theo đó, vang vọng giữa thiên địa, mặt đất theo đó rung chuyển, từng bộ xương không ngừng rung rẩy dữ dội. Trên người Phương Vọng bùng lên dương khí, hình thành một lớp bảo hộ khổng lồ, che chở tiểu tử, Ngưu Hải, Đoạn Thiên. Quá mạnh, khí thế này đã không kém hơn thực lực Tề Vân Đại Thánh từng thể hiện khi ra tay với Phương Vọng trước đó. Ánh mắt Phương Vọng ngưng lại, hắn khẽ dậm chân. Trong nháy mắt, tiểu tử Đoạn Thiên tỉnh lại, còn Ngưu Hải thì rơi xuống, biến mất trong lớp bụi mù cuồn cuộn. Tìm cơ hội cứu sư phụ ngươi. Giọng nói của Phương Vọng truyền vào tai Đoạn Thiên, tiểu tử chui vào trong thiên cung kích theo đó. Không đợi Đoạn Thiên hoàn hồn, Phương Vọng bay vút lên, dương khí mênh mông cuộn lên lớp bụi mù vô biên, như muốn xua tan mây trời. Phương Vọng dừng lại ở độ cao vạn trượng, nhìn xuống bộ xương trắng mặt đạo bào trên bia tội oán, giọng hắn theo đó vang lên dám hỏi danh hiệu của tiền bối là gì? Ha ha, nhớ lấy, bản thánh tên là tội thánh. Ngươi cũng nói cho bản thánh biết, lần này danh hiệu của ngươi là gì? Thiên đạo phương vọng, tiền bối, đắc tội rồi. Thiên đạo. Ha ha ha, ngươi đúng là lần nào cũng điên cuồng hơn lần trước. Bộ xương trắng mặt đạo bào tự xưng là tội thánh cười lớn, tiếp đó, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện khí đen, tràn vào trong xương cốt của hắn, trong chớp mắt đã nhấn chìm bóng dáng của hắn. Chát, một bàn tay ma màu đen nổi gân xanh thò ra từ trong khí đen, nắm lấy đỉnh bia tội oán, giống như có ác ma muốn từ trong giếng bò ra. Cơ như thiên bị treo trên lưới vàng đung đưa theo gió, hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn lên, thiên địa tối tăm, phương vọng được dương khí cuốn quanh toàn thân giống như mặt trời giáng trần, chói mắt đến vậy. Lúc này, cơ như thiên mới thực sự cảm nhận được sự tầm thường của bản thân, hắn cũng cuối cùng nhận ra mình vĩnh viễn không có khả năng vượt qua phương vọng cảm giác này vô cùng mãnh liệt khắc sâu trong lòng hắn đặc biệt khi nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của phương vọng với tội thánh quả thực không thể tưởng tượng nổi hắn gặp tội thánh nhưng không nghe tội thánh nhắc đến mình đã đến mấy lần xét về điểm này hắn kém xa thiên mệnh của phương vọng kém xa truyền kỳ của phương vọng ầm ừ, trên đỉnh đầu cơ như thiên truyền đến một tiếng nổ lớn tiếp đó hắn nhìn thấy một bóng đen lao về phía phương vọng xoãn thiên cung kích và một cây gậy sắt màu đen va chạm vào nhau khí tức bùng nổ quét ngang tám phương thiên địa phương vọng đeo mặt nạ hồ ly không biểu lộ cảm xúc chỉ là ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén trong đôi mắt của hắn phản chiếu hình ảnh của tội thánh tội thánh vẫn mặc đạo bào dưới đạo bào là một thể phách cường tráng hai cánh tay đen như tay ma khuôn mặt tràn đầy đường vân màu đen hai mắt trợn trừng treo nụ cười dữ tợn ngạo mạn cánh tay phải của phương vọng rung lên mạnh mẽ đẩy lùi tội thánh tội thánh bay vút một mạch đến bia tội oán hai chân đạp lên mặt bia cây gậy đen trong tay cũng áp sát mặt bia hắn lộ vẻ kinh ngạc không ngờ sức lực của phương vọng lại lớn đến vậy ngay lúc này khí thế của phương vọng tăng vọt toàn thân hiện ra khí tức màu bạc sao trời trăng sáng hiện lên mái tóc đen của hắn cũng biến thành màu bạc khí tức màu bạc hòa cùng dương khí nóng bỏng lúc này hắn còn chói mắt hơn cả mặt trời thất chuyển phật thân kim cương chí dương thánh thể đúng là tạo hóa tốt tiếng cười lạnh của tội thánh vang lên hắn đột nhiên đạp mạnh hai chân lao về phía bầu trời tay trái theo đó từ sau vung về phía trước bia tội oán khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất lật lên lớp bụi mù nuốt chững thiên địa hắn xông phá mây xanh bia tội oán theo sát phía sau phương vọng cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy từng bộ xương khổng lồ trên mặt đất đứng dậy đồng loạt xông về phía phương vọng thiên địa tối tăm như hỗn độn bị vô số xương trắng bao vây phương vọng như đang ở trong luyện ngục tay trái của phương vọng giơ lên ấn xuống đại quy hư chưởng một chưởng hạ xuống vô số xương trắng bên dưới trong nháy mắt hóa thành tro bụi ngay cả lớp bụi mù bao phủ toàn bộ mặt đất cũng tan biến không còn đoạn thiên vừa bay đến trước mặt cơ như thiên vô thức quay đầu nhìn lại không khỏi há hốc mồm đoạn thiên nhìn cảnh tượng trước mắt cả thị giác và tâm hồn đều cảm thấy chấn động vô cùng mắt nhìn đến đâu cũng chỉ thấy hư vô thiên địa vốn hỗn loạn ồn ào giờ lại xuất hiện một vùng chân không rộng lớn đoạn thiên đã không phải lần đầu thấy phương vọng thi triển thần thông như vậy nhưng chưa bao giờ chấn động như hôm nay khi vô số bộ xương khổng lồ kia bay lên hắn có cảm giác như thiên địa sắp bị giẫm nát kết quả phương vọng chỉ ấn một cái thiên địa đã yên tĩnh trở lại cơ như thiên cũng há hốc mồm kinh ngạc ba hồn thể khác bên cạnh hắn cũng dần tỉnh lại toàn bộ đều là hồn phách nam tử chuyện gì xảy ra vậy đó là cái gì thật khó chịu ta là ai cơ như thiên và đoạn thiên không để ý đến ba hồn thể bên cạnh họ không khỏi nhìn về phía phương vọng sau một chưởng hủy diệt toàn bộ xương trắng bên dưới phương vọng đột nhiên ngẩng đầu hắn giơ thiên cung kích lên chém về phía bầu trời một kích chém ra mây đen trên trời lập tức bị chấn đứt ánh nắng mặt trời chiếu xuống theo khe hở của mây đen tựa như một luồng kiếm khí cực dài hai đầu tận cùng xa không thể với tới trời như bị chém làm đôi chỉ thấy tội thánh lơ lửng trên trời tay phải hắn nắm chặt cây gậy đen tay trái dơ cao nâng bia tội oán to hơn cả núi những chữ máu trên bề mặt bia tội oán bắt đầu nhuyễn động từng luồng huyết khí tràn ra từ đó nhanh chóng mở rộng chưa đầy hai nhịp thở một khuôn mặt máu khổng lồ xuất hiện trên bia tội oán nhìn xuống vạn vật trên mặt đất đây là một khuôn mặt vô cùng dữ tợn không phân biệt được nam hay nữ không có đồng tử hai mắt đỏ ngầu trên mặt đầy những mạch máu nổi lên thiên đạo phương vọng kiếp trước ngươi đã bại dưới chiêu này hãy cảm nhận nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng ngươi đi tội thánh cười cùng ngạo lời nói còn chưa dứt khuôn mặt máu bí ẩn trên trời đột nhiên mở to hai mắt trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đảo lộn tựa như mặt hồ bị khuấy động đùng 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 phương vọng nghe thấy từng tiếng tim đập nặng nề vang vọng giữa thiên địa hắn cảm nhận được một sức mạnh vượt xa cả thiên địa ập tới từ bốn phương tám hướng muốn xông vào thân thể hắn ầm uhm, khí thế của phương vọng hoàn toàn bùng nổ trong khí tức màu bạc quanh thân dương khí chói mắt lại xen lẫn từng luồng khí tức màu xám vô lượng vô cấu đạo cốt đạo lực phương vọng dơ cao thiên cung kích rót đạo lực bá đạo trong cơ thể vào thiên cung kích đồng thời thúc giục sức mạnh trí cường ẩn chứa trong thiên cung kích bảo linh bản bệnh này vẫn luôn là pháp bảo mạnh nhất của hắn bản thân nó đã ẩn chứa sức mạnh vô cùng bí ẩn phương vọng rót vào càng nhiều sức mạnh thiên cung kích càng dẫn động sức mạnh lớn hơn cả hai kết hợp càng có thể hủy thiên diệt địa Lúc này, trong khí tức quanh thân Phương Vọng mơ hồ hiện ra một bóng hình, mặc áo giáp vàng, đó chính là bóng hình của Thiên Linh Bảo Thể, Thiên Cung Chân Thần. Ngươi thế mà. Tội Thánh cao cao tại thượng cũng phải rung động, như thể nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi. Phương Vọng đột nhiên ném Thiên Cung kích ra. Ngự kiếm thuật đại viên mãn, càng đơn giản, ngược lại càng có thể bùng nổ sức mạnh cực hạn, một kích ném ra, thiên địa vạn vẹo lập tức vỡ vụn mây xanh bị thiên cung kích đánh tan khuôn mặt máu khủng bố bị thiên cung kích đâm thủng ngay sau đó liền vỡ tan mọi thứ trong thiên địa trở lại bình thường phương vọng nhảy lên một bước dết đến trước mặt tội thánh hắn giơ cao tay phải thiên cung kích với tốc độ nhanh hơn bay xuống rơi vào tay hắn hắn thuận thế vung lên lưỡi kích đập về phía tội thánh tội thánh giơ tay đánh về phía phương vọng trong nháy mắt một tiếng chuông chói tai vang lên thiên cung kích bị một sức mạnh vô hình ngăn cản một bóng chuông khổng lồ đột nhiên xuất hiện chiếm trọn cả thiên địa dây tiếp theo liền biến mất khiến đoạn thiên cơ như thiên ở phía dưới có cảm giác như nhìn thấy ảo giác cánh tay phải của phương vọng đột nhiên dùng sức khiến sắc mặt tội thánh đại biến còn chưa kịp né tránh thiên cung kích đã đè xuống khiến bia tội oán bắt đầu rơi xuống ầm ầm bia tội oán rơi xuống đất dấy lên bụi đất ngút trời nhấn chìm bóng dáng của phương vọng và tội thánh thật không ngờ lại có người có thể giao đấu với đại thánh chẳng lẽ hắn cũng là đại thánh nam nhân bên trái cơ như thiên lẩm bẩm tự nói trông hắn giống như một hòa thượng tướng mạo trẻ trung thân hình gầy yếu cơ như thiên hít sâu một hơi nghe nói kẻ địch là đại thánh chân chính hắn lại không hề kinh ngạc trong lòng hắn đại thánh đã không thể sánh bằng phương vọng gào tiếng rồng gầm vang lên tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy chính con rồng đen từ trong cuồng cuộn bụi đất lao ra, thế không thể cản, khí thế như muốn xé nát bầu trời, một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ chính con rồng, khiến thiên địa phai màu. Trong bóng tối, phương vọng thu kích, ánh sáng mạnh chiếu lên mặt nạ hồ ly của hắn, ngay sau đó, bóng tối xung quanh đột nhiên biến thành một vùng thiên địa xa lạ. Máu trăng treo cao, núi non trên mặt đất nhấp nhô, thay người khắp nơi. Xa xa không ngừng có những bóng người vĩ đại đứng lên, Phương Vọng nhìn quanh, phát hiện những bóng người đó không phải là bộ xương khổng lồ trước đó, mà là từng gã khổng lồ mặt giáp trụ. Từng kẻ đều tỏa ra khí tức hoang dã, mênh mông. Những gã khổng lồ này cầm binh khí trong tay, có nam có nữ, bọn chúng dường như cảm nhận được điều gì, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Phương Vọng. Phương Vọng nhận ra bọn chúng không phải là ảo ảnh, khí huyết vô cùng nóng bỏng, tựa như từng lò lửa. Thật hơn cả linh tượng của thiên địa càng khôn, tựa như trong nháy mắt đã tạo ra một vùng thiên địa chân thực. Nếu đã như vậy, đôi mắt dưới mặt nạ của phương vọng lóe lên hàng quang, khí thế quanh thân hắn trong nháy mắt biến thành màu đen, toàn thân tỏa ra sát khí vô tận. Bờ bên kia tiên lộ, trong cấm khu. Tội thánh đứng trên bia tội oán, gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý, bên dưới bia tội oán là một vùng lĩnh vực đen tối tuyệt đối, còn phần cuối của bia tội oán thì chìm vào trong bóng tối, không thấy đấy cơ như thiên đoạn thiên và những người khác thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bọn họ đang ở dưới bóng tối bóng tối trên bầu trời khiến bọn họ cảm thấy áp lực trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi ngay cả ba người bên cạnh cơ như thiên cũng im lặng ngơ ngác nhìn lên bầu trời như thể đang chờ đợi số mệnh giáng xuống trên bầu trời tối đen tội thánh vương vai lẩm bẩm nói so với trước thì đúng là mạnh hơn không ít nhưng đáng tiếc ngươi vẫn quá chủ quan tuy rằng mạnh hơn nhưng trận chiến cũng kết thúc nhanh hơn ầm bóng tối bên dưới đột nhiên nổ tung một cơn gió mạnh đủ để nuốt chững cả thiên địa ập tới từ dưới lên trên khiến đạo bào của tội thánh phồng lên dữ dội có thể rách nát bất cứ lúc nào tội thánh vừa định giơ tay lên thì nghe phục một tiếng lưỡi kích đâm thủng lồng ngực hắn khiến hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại đôi mắt hắn trong nháy mắt mở to dường như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi kinh hãi kêu lên Diệt Tuyệt Thần Lục. Sao ngươi lại có truyền thừa của Tuyệt Đế? Lúc này, Phương Vọng đứng sau hắn, một tay nắm Thiên Cung Kích, sau lưng lơ lửng một quyển đồ lục màu đen, vừa bí ẩn vừa quỷ dị. Phương Vọng xoay tay phải đang nắm Thiên Cung Kích, sức mạnh của Diệt Tuyệt Thần Lục bùng nổ, tràn vào cơ thể tội thánh. Tội thánh ngay lập tức bị hủy diệt, hóa thành tro bụi, Phương Vọng thu kích, quay người nhìn lại, mở miệng nói, "Tiền bối, ta còn có thể giết ngươi vô số lần." dứt đến khi ngươi hài lòng thì thôi. lời vừa dứt, cách đó vài trượng, một bộ xương trắng đột nhiên ngưng tụ, theo đó khí đen cuồn cuộn, tội thánh hiện ra từ trong đó, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. đối mặt với sự ngông cuồng của phương vọng, khuôn mặt đầy những đường vân đen của tội thánh trở nên vặn vẹo, trong mắt là ngọn lửa giận dữ ngút trời. thân là đại thánh, vậy mà lại bị người ta khinh thường như vậy, ngươi quá càng rỡ. tội thánh giận dữ quát một tiếng viết nhục đột nhiên nổ tung hóa thành cơn gió máu kinh người nhấn chìm phương vọng trong cơn gió máu còn xen lẫn vô số phù văn màu đen phương vọng cảm nhận được sự uy hiếp không dám khinh thường hắn đột nhiên cấm thiên cung kích vào bia tội oán theo sau là một tiếng nổ kinh thiên động địa cơn gió máu xung quanh hắn bị cuốn tan tội thánh hóa thành bộ xương trắng một lần nữa bước tới trước mặt phương vọng đánh ra chưởng phải không gian xung quanh vỡ vụn bọn họ đột nhiên rơi vào trong thời không hỗn loạn bốn phương tám hướng đều là không gian xoay tròn vặn vẹo xen lẫn dòng điện và khí lãng đủ mọi màu sắc phương vọng đánh ra chưởng trái sau đó nắm chặt lại đại quy hư chưởng tội thánh không kịp trở tay dùng thánh lực của mình để chống đỡ nhưng hắn chỉ chống đỡ được nửa nhịp thở sau đó liền hóa thành tro bụi theo đó phương vọng trở về hiện thực vẫn ở trên đỉnh bia tội oán hắn xoay người vung kích đánh tới tội thánh vừa mới sống lại đã có thêm một tấm bia đá trong tay đánh về phía phương vọng như vung thước ầm uhm, hai luồng sức mạnh bá đạo xua tan gió lớn trên trời để lại hai vết tích dài vô cùng trên bầu trời cực kỳ tráng lệ cơ như thiên đoạn thiên và những người khác không nhìn rõ quá trình chiến đấu của phương vọng và tội thánh nhưng họ rõ ràng cảm thấy phương vọng chiếm ưu thế bởi vì động tác của phương vọng chậm hơn còn tội thánh liên tục biến mất liên tục ngưng tụ lại thân thể, khí tức của hắn càng ngày càng hỗn loạn. Mạnh quá. Đoạn Thiên nhìn trận chiến trên trời, lẩm bẩm nói. Ba người khác bị treo trên lưới vàng đã ngẩn người. Bên dưới, trong đống đổ nát của mặt đất, Ngưu Hải đẩy tảng đá trên người ra, đứng dậy một cách chật vật. Đại Quy Hư trưởng trước đó của Phương Vọng không hủy diệt mặt đất, chỉ hủy diệt toàn bộ xương trắng giữa thiên địa, vì vậy Ngưu Hải không bị ảnh hưởng ánh mắt ngưu hải mơ hồ, vô thức nhìn lên trời. Hắn vừa lúc nhìn thấy tội thánh cao tới hàng vạn trượng, giống như vị thần sáng thế mở ra thiên địa, hai tay nắm lấy bia tội oán, giơ bia tội oán lên, sau đó vung về phía phương vọng. Trong quá trình quét ngang, những chữ máu trên bề mặt bia tội oán bùng phát ra khí huyết mênh mông, bao phủ toàn bộ bia tội oán, nhìn từ xa giống như một chiếc vuốt máu vồ về phía phương vọng, không thể ngăn cản. Phương vọng không hề né tránh, xoay eo, vung kích đâm ra diệt tuyệt thần lục sau lưng hắn lướt qua thân thể hắn mạnh mẽ đâm vào bia tội oán trực tiếp đánh tan khí huyết của bia tội oán cả hai đều rung động chết tiệt tội thánh nghiến răng nghiến lợi cảm thấy mình đối mặt với phương vọng đã không còn cách nào phương vọng đang nghe truyện trên tv audio cv thì bị độ cứng rắn của bia tội oán làm cho kinh ngạc ngay cả sức mạnh của diệt tuyệt thần lục cũng không thể lay động được tấm bia này Tấm bia này rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Phương Vọng lập tức thi triển tiêu diêu tự tại thiên, một bước bước vào âm phủ, một bước tiến lên, sau đó nhảy ra dương gian, hắn như thể dịch chuyển tức thời xuất hiện bên cạnh tội thánh. Thiên cung kích quét ngang, chém tội thánh thành hai đoạn. Xương trắng vỡ vụn, sau đó hóa thành tro bụi. Tội thánh lại một lần nữa bị Phương Vọng tiêu diệt. Lặp đi lặp lại, Phương Vọng chuẩn bị thực hiện lời nói trước đó của mình, hắn muốn giết đến cùng bất tử bất diệt thì sao chứ vậy thì xem ai chịu khuất phục trước khi trận chiến trên trời lặp đi lặp lại không ngừng đoạn thiên bắt đầu giải cứu cơ như thiên nhưng linh lực của hắn vừa tiếp xúc với lưới vàng đã bị bật ra khiến hắn vô cùng sốt ruột tiểu tử nhìn thấy hai bộ xương bên cạnh không xóa bỏ phù văn trên đó chúng ta có thể thoát ra được một ông già cúi đầu nói hắn khó khăn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía bầu trời trong mắt tràn đầy vẻ phấn khích nghe vậy đoạn thiên lập tức làm theo trong quá trình chiến đấu với tội thánh phương vọng bắt đầu thi triển các pháp thuật thần thông khác mà mình nắm giữ thậm chí còn thay đổi bảo linh bản mệnh hắn toàn tâm toàn ý luôn có thể mạnh mẽ tiêu diệt tội thánh trong vòng vài nhịp thở tốc độ ngưng tụ lại thân thể của tội thánh bắt đầu chậm lại đấy lòng hắn càng ngày càng kinh ngạc hắn không thể hiểu được làm sao phương vọng có thể nắm giữ nhiều tuyệt học mạnh mẽ như vậy hơn nữa còn có thể tu luyện đến trình độ như vậy. Nửa canh giờ sau, tội thánh kinh hải phát hiện thế công của phương vọng không hề suy yếu, linh lực của tên này dường như vô tận. Cơ như thiên đã được đoạn thiên giải cứu, lúc này, bọn họ đều đang ở trên mặt đất quan sát trận chiến này. Một lần nữa bị tiêu diệt, tội thánh không nhịn được hét lên, dừng tay. Thiên hồng kiếm của phương vọng dừng lại trước mặt tội thánh, xương trắng của tội thánh vẫn đang trong quá trình ngưng tụ chỉ có đầu. Dưới lớp mặt nạ hồ ly, ánh mắt phương vọng lạnh lùng đến vậy, khiến tội thánh hoảng hốt không thôi. Ánh mắt này giống như thiên cung chân thần, chỉ là lực áp bách mà hắn cảm thấy hoàn toàn khác, lần này phương vọng còn mạnh hơn cả thiên cung chân thần, tiền bối tuy rằng bất tử bất diệt nhưng muốn ngưng tụ lại thân thể, cũng cần tiêu hao một loại sức mạnh nào đó, đúng không? Phương vọng lên tiếng, giọng điệu bình thản. Xương trắng của tội thánh bắt đầu mọc ra huyết nhục, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói nếu có thể tùy ý ngưng tụ lại thân thể thì còn gọi gì là lời nguyền mỗi lần bản thánh ngưng tụ lại thân thể huyết nhục đều dùng thân thể của những sinh linh chết trong cấm khu chờ đến khi dùng hết bản thánh chỉ còn lại ý chí phương vọng im lặng hắn bắt đầu hơi đồng tình với tội thánh tuyệt học trên người ngươi quá nhiều nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt tội thánh chuyển giọng nhắc nhở sau khi bình tĩnh lại Hắn không còn tức giận nữa, ánh mắt nhìn Phương Vọng tràn đầy sự mong đợi và ngưỡng mộ. Phương Vọng trả lời, đây chính là con đường mà ta muốn đi, ta sẽ dung hợp tất cả chúng lại, sáng tạo ra đạo của riêng ta. Như vậy sẽ làm chậm trễ quá trình tu luyện của ngươi. Tội Thánh lắc đầu nói. Phương Vọng phản bác, tiền bối có biết năm nay ta bao nhiêu tuổi, ta lại là cảnh giới gì không? Tội Thánh trầm ngâm nói, lần trước ngươi đến là 800 tuổi thiên địa càng không cảnh, lần này, hoặc là trẻ hơn, hoặc là tu vi cao hơn. Phương Vọng trả lời, ta còn chưa đến 600 tuổi, đạp tiêu cảnh tầng 9. Hắn đột nhiên hiểu ra, thiên cung chân thần có thể cũng có thiên cung nhưng không quá dựa dẫm vào thiên cung, cho nên tu vi tăng lên rất nhanh, thực lực cùng thời không bằng hắn. Ngồi trong thiên cung rất gian nan, theo một ý nghĩa nào đó, giống như tội thánh bây giờ. Rất nhiều lần Phương Vọng muốn từ bỏ nhưng vừa nghĩ đến chuyện Chu Tuyết sống lại. Hắn không muốn bị Chu Tuyết bỏ xa, càng không muốn chết vào một thời điểm nào đó trong tương lai, đến lúc đó mới hối hận vì bây giờ không chịu khổ luyện. Tội thánh ngơ ngác, miệng lẩm bẩm, đạp tiêu cảnh tầng chính. Hắn chỉ cảm thấy hoang đường, không thể chấp nhận. Bản thánh thế mà bị đạp tiêu cảnh đánh bại. Thế mà bị đạp tiêu cảnh đánh bại. Tội thánh bắt đầu cười, cười điên cuồng cười chua xót thánh tâm của hắn sắp vỡ tan trên mặt đất cơ như thiên và những người khác cũng bị kinh sợ cơ như thiên vẫn luôn không rõ cảnh giới của phương vọng cao đến mức nào hôm nay mới biết phương vọng vẫn còn ở đạp tiêu cảnh hắn không hề cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại càng thêm chấn động đạp tiêu cảnh giết chết đại thánh từ xưa đến nay hắn chưa từng nghe qua lời đồn như vậy ba hồn thể khác càng nghi ngờ mình nghe nhầm phương vọng lên tiếng tiền bối, bây giờ ngài có thể nhìn thấy ta của lần sau không? Nghe thấy câu hỏi của Phương Vọng, tội thánh im lặng, Phương Vọng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, tội thánh u u nói, không thấy được, trên thực tế, trước khi ngươi đến, bản thánh cũng chưa từng thấy được ngươi lần này. Trước kia bản thánh cho rằng thiên cung chân thần chính là điểm cuối của ngươi, cho nên có thể gặp lại ngươi, bản thánh rất vui mừng. Thì ra là vậy trong cấm địa hỗn loạn vô tận này, cũng có mệnh số mà bản thánh không nhìn thấy được. Khóe miệng phương vọng dưới mặt nạ cong lên nhưng hắn không hề lơ là. Không thể chủ quan, sau này hắn vẫn phải duy trì tâm thái không sợ khô khan này. Tội thánh tựa như tiến vào một loại trạng thái điên cuồng, bắt đầu tự lẩm bẩm, nói những lời phương vọng không hiểu. Phương vọng cũng không thể phân biệt được cảm xúc của hắn, trên người hắn hiện ra một loại lực lượng quỷ dị, ngăn cách sự dò xét của phương vọng phương vọng cũng đang hồi tưởng lại lời của tội thánh và hồng huyền đế bản thân hắn rất bài xích sự tồn tại của kiếp trước này có một loại cảm giác định mệnh hắn chỉ tin vào cảm nhận hiện tại thiên địa rơi vào tĩnh lặng mặt đất của cấm địa này bắt đầu khôi phục mơ hồ có một loại lực lượng đang bảo vệ thế giới này hồi lâu sau tội thánh ngẩng đầu ánh mắt trở nên trống rỗng không còn sự điên cuồng như trước hắn bình tĩnh nói thiên đạo phương vọng bản thánh đã nhớ tên ngươi, mặc dù thần thông bản thánh có thể thi triển không nhiều nhưng ngươi có thể dễ dàng phá vỡ linh tượng của bản thánh, còn có thể áp chế lực lượng của bia tội oán. Ngươi quả thực rất mạnh, bản thánh không phải đối thủ của ngươi. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là nhận được truyền thừa của bản thánh, hai là nhận được khối bia tội oán này. Phương Vọng hỏi, bia tội oán có tác dụng gì? Chỉ cần viết tên của đối phương lên bia, đối phương sẽ chết nhưng ngươi cũng sẽ phải gánh chịu một tầng tội oán cái gọi là tội oán đó là sự tồn tại đáng sợ hơn cả nghiệp lực nhân quả một khi quá nặng ngươi sẽ bị phản vệ rơi vào kết cục giống như bản thánh viết tên là sẽ chết kỳ vậy sao phương vọng càng tò mò hơn về bia tội oán vậy còn truyền thừa thật sự có thể trường sinh bất tử sao bản thánh chẳng phải sao tiền bối đang nói đùa sao giọng điệu của phương vọng lạnh lùng đánh nhau nửa ngày sau đó lại nhận được bí pháp hãm hại hồng huyền đế đây không phải là ép hắn chọn bia tội oán sao phương vọng vẫn luôn rất kiên kỵ loại pháp bảo mạnh mẽ này hắn luôn cảm thấy dùng nhiều pháp bảo của người khác sẽ dễ bị tính kế dù sao đạo tu tiên điều đáng sợ nhất chính là nhân quả không tiếng động không nhìn thấy không sờ thấy vào thời khắc mấu chốt pháp môn này có lẽ có thể cứu ngươi một mạng cho dù rơi vào lời nguyền vô biên ít nhất ngươi vẫn tồn tại không phải sao tội thánh dùng giọng điệu dụ dỗ nói phương vọng nghĩ một chút có lý dù sao hắn còn nắm giữ cửu cực huyết tế thuật kiếm quyết cửu mệnh niết bàn những bí pháp này hắn cũng không định sử dụng nhưng có thêm một thủ đoạn thì vẫn tốt hơn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thấy phương vọng im lặng tội thánh tiếp tục nói ngoài pháp môn này bản thánh còn có thể truyền cho ngươi pháp môn tạo ra linh tượng chân thực ngươi hẳn có thể cảm nhận được linh tượng của bản thánh có thể tạo ra thiên địa chân thực sinh linh ngươi nhìn thấy trước đó là một chủng tộc cổ xưa ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ bản thánh phong ấn bọn họ trong linh tượng của bản thánh chỉ khi linh tượng ra đời bọn họ mới có thể sống vì bản thánh mà chiến đấu đó chính là ý nghĩa duy nhất để bọn họ sống sót hiện nay phương vọng bị lay động nói được rồi đều truyền thụ cho ta đi tội thánh lập tức giơ tay bia tội oán cắm trên mặt đất, bùng phát ra lực lượng vô hình, cuốn lên cuồng phong tàn phá khắp tám phương, khiến cơ như thiên và những người khác phải giơ tay chống đỡ. Sau đó, cơ như thiên và những người khác không thể nghe thấy, dò xét được cuộc đối thoại của hai người. Một ông già không nhịn được nhìn về phía sư đồ cơ như thiên, hỏi, thiên đạo phương vọng này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Sao chúng ta chưa từng nghe qua? Cơ như thiên ngồi xếp bằng vận công, nhắm mắt, trả lời, Hắn không phải đến từ nhân gian này, chúng ta sẽ sớm rời đi thôi." Ba hồn thể nhìn nhau, bọn họ bắt đầu truyền âm giao lưu. Ngưu Hải thì đi đến sau lưng Đoạn Thiên, thấy cơ Như Thiên còn sống, hắn rõ ràng thở vào nhẹ nhõm. Một canh giờ sau, Phương Vọng và tội thánh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt cơ Như Thiên và những người khác. Tiểu tử phóng ra từ trong thiên cung kích, nhanh chóng đáp xuống trên vai Phương Vọng tội thánh nhìn bốn người cơ như thiên nói nể mặt thiên đạo bản thánh giúp các ngươi sống lại hắn vung tay phải linh khí giữa thiên địa nhanh chóng tràn về phía bốn người cơ như thiên đoạn thiên vội vàng né tránh tiểu tử thì nghiêng đầu nhìn phương vọng trong mắt tràn đầy vẻ tò mò nó rất tò mò về biểu hiện của công tử sau khi học được hai tuyệt học bốn người cơ như thiên bị linh khí bao phủ nhanh chóng ngưng tụ thành bốn cái kén tầm khổng lồ bề mặt tỏa ra ánh sáng yếu ớt đủ màu. Tội thánh nói đầy ẩn ý, bốn người này không đơn giản, sau lưng đều có khí vận của đế thánh, đặc biệt là người ngươi muốn cứu kia, đại thánh sau lưng hắn dò xét thiên cơ, sâu không lường được. Phương vọng không lên tiếng. Tội thánh liếc nhìn phương vọng, nói, tiểu tử, ngươi thật sự không cần bia tội oán sao. Bảo bối này tuy dùng nhiều sẽ vạn kiếp bất phục nhưng nếu chỉ dùng vài lần thì không ảnh hưởng lớn, luôn có một số kẻ địch ngươi không tìm ra dùng nó có thể dễ dàng giết chết phương vọng phản bác nếu dùng vài lần thật sự có thể nhẫn nhịn lòng tham sao nếu ngươi không dùng bị người khác có được ngươi sẽ hối hận tội thánh trêu chọc nói điều này cũng đúng phương vọng hơi động lòng tiểu tử nhìn thèm thuồng không nhịn được nói công tử cho ta đi ta nhất định sẽ không tùy tiện sử dụng phương vọng suy nghĩ một chút khẽ gật đầu tội thánh cười hắn giơ tay ra hiệu bia tội oán to lớn hùng vĩ ở đằng xa nhanh chóng thu nhỏ lại khiến mặt đất trung chuyển rồi bay vào tay hắn bia tội oán còn lớn hơn cả núi lại trở nên nhỏ hơn cả bàn tay tội thánh ném cho tiểu tử tiểu tử dùng móng rồng bắt lấy bản thánh sẽ truyền cho ngươi pháp môn khống chế bảo vật này không thể nhận chủ nhưng muốn thắt chữ lên trên cần phải có pháp môn đặc biệt tội thánh tiếp tục nói hắn trực tiếp giảng giải không kiên dè đoạn thiên, ngưu hải ở đó. Phương vọng do dự một lát, vẫn nghe theo. Vì truyền thừa của tội thánh, hắn đã ở trong thiên cung ba vạn hai nghìn năm. Đoạ thiên vô cực đại pháp, vứt bỏ nhục thân, linh hồn, đổi lấy trường sinh, hắn tu luyện một vạn chín nghìn năm, thương sinh xả tắc đồ, đánh thiên địa vạn vật vào trong đồ, từ đó mất đi ý thức bản thân và tự do, bị đồ chủ khống chế, cùng tồn vong với linh tượng của thiên địa càng khôn, hắn tu luyện một vạn ba nghìn năm, đọa thiên vô cực đại pháp đại viên mãn khiến phương vọng nhìn thấy nhiều khả năng hơn, thậm chí là phương pháp giải thoát, chỉ là vô cùng gian nan, hắn tạm thời không tiết lộ cho. Tội thánh biết ý nghĩ của mình, bởi vì tội thánh đã mất tự do, không thể dùng phương pháp này, phương pháp này phải chuẩn bị trước khi thi triển. Thương sinh xã tắc đồ, hoàn toàn là được sáng tạo vì thiên địa linh tượng, mọi thứ đồ này đoạt lấy đều có thể khắc vào trong thiên địa linh tượng, nói cách khác, lực lượng đoạt được càng mạnh, thiên địa linh tượng càng mạnh. Phương Vọng rất hài lòng với hai loại tuyệt học này, cảm thấy chuyến này không uổng công. Còn về pháp môn khống chế bia tội oán, hắn coi như nghe chơi, hẳn là không đến nỗi khiến hắn vào thiên cung. Nhưng mà, khi tội thánh sắp nói xong, Phương Vọng đột nhiên phát hiện không đúng. Đây đâu phải là pháp môn, đây mẹ nó là một loại bí thuật, Phương Vọng tuy thầm kêu không ổn nhưng vẫn kiên trì nghe hết, cuối cùng ý thức của hắn tiến vào thiên cung. Pháp thuật này tên là tội oán trớ chú thuật, pháp thuật này dùng pháp môn đơn giản, có thể dễ dàng nắm giữ, dùng máu của mình khắc chữ lên bia tội oán. Nếu luyện thành pháp này, có thể điều khiển bia tội oán lớn nhỏ tùy ý, nếu luyện pháp này đến đại thành, không cần khắc chữ, chỉ cần động tâm niệm, trên bia tội oán sẽ xuất hiện chữ máu, làm như vậy, cũng sẽ nhiễm tội oán nhưng quá trình sẽ dễ dàng hơn. Luyện đến tiểu thành, phương vọng chỉ mất 80 năm, không tính là dài. Luyện đến đại thành, cũng chỉ mất 200 năm. Phương vọng thở vào nhẹ nhõm, hắn tiếp tục luyện tiếp, nhưng mà hắn luyện càng nhiều thì càng thấy không ổn. Từ đại thành đến đại viên mãn, pháp này lại xảy ra biến hóa căn bản. Luyện đến đại viên mãn, phương vọng lại mất 2.000 năm, đợi đến khi phương vọng luyện thành, hắn đều bắt đầu mơ hồ rồi. Cộng thêm hai loại tuyệt học trước đó, hắn tương đương bế quan một hơi ba vạn bốn nghìn năm ai chịu nổi chứ nhưng mà thành quả vẫn đáng mừng tội oán trớ chú thuật đại viên mãn có thể hoàn toàn thống chế bia tội oán biến thành vật của mình bia tội oán lại ẩn chứa một mảnh luyện ngục hắn thậm chí có thể triệu hoán mọi tà vật trong luyện ngục ra chiến đấu ý thức của phương vọng trở về hiện thực mặt nạ che giấu sự thay đổi biểu cảm của hắn không ai có thể phát hiện ra sự thay đổi của hắn có vô tướng vô hình chu thiên công bất cứ tồn tại nào cũng không thể dùng thần thức dò xét hắn chỉ có thể dùng mắt nhìn hắn tội thánh cười hỏi thế nào hậu bối long tộc ngươi đã nhớ rồi chứ cảnh giới bây giờ của tiểu tử không thấp nhớ không khó chỉ là muốn nắm giữ pháp này còn phải luyện nhiều nó lập tức mở miệng nói đa tạ tiền bối chỉ điểm nghĩ lại năm xưa long tộc chính là chủng tộc đứng đầu vạn tộc đáng tiếc là thất bại trong đại kiếp ở thượng giới từ đó khí vận suy kiệt cũng không biết sau này có thể nhìn thấy cảnh tượng Long tộc trở lại đỉnh cao hay không. Tội Thánh cảm thán nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Vọng. Bản Thánh thật sự mong đợi biểu hiện sau này của ngươi, đáng tiếc, ánh mắt của Bản Thánh chỉ có thể nhìn thấy thế giới hỗn độn này, không thể nhìn thấy biểu hiện sau này của ngươi. Nghe được lời này, Phương Vọng giơ tay hành lễ với Tội Thánh, nói, ân đức của Tiền Bối đối với ta, ta sẽ không quên, ngày sau nếu ta có năng lực cứu giúp Tiền Bối nhất định sẽ dốc hết sức lực. Cứu giúp. Tội Thánh cười lớn, như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Hắn khoát tay nói, đa tạ ý tốt của ngươi, đây chính là số mệnh của bản thánh, không thể lật ngược được. Ngươi đừng có gánh nặng, giúp ngươi trở nên mạnh mẽ cũng là để chọc tức tiên đình thượng giới, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đối đầu với bọn họ. Ngươi càng mạnh, bọn họ càng khó chịu, bản thánh càng vui. Phương vọng không nói ra phương pháp giải thoát dù sao hắn chỉ có biện pháp, còn chưa thể làm được, nói ra trước, cho tội thánh hy vọng, tội thánh chỉ càng thêm đau khổ. Tiểu tử nằm trên vai phương vọng, không nhịn được hỏi, ngươi có hối hận không? Lúc trước nếu nhẫn nhịn một chút, có lẽ sẽ không rơi vào cảnh ngộ như vậy. Hàng Long Đại Thánh năm xưa chính là vì chống lại tiên thần, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, thậm chí còn liên lụy đến nửa cõi nhân gian. Hối hận ư? Sao có thể? bản thánh chỉ hối hận một điều là lúc trước quá nhân từ đáng lẽ nên giết thêm vài tên tiên binh trước khi chết tội thánh mắng nhắc đến tiên thần hắn rất khó chịu qua tiền bối ngài lợi hại như vậy sao tiên thần cũng không ngăn được ngài giết chóc tiểu tử tiếp tục truy hỏi trong lời nói bắt đầu có ý tân bốt mặc dù tội thánh luôn mắng nhưng rất thích nghe phương vọng nhìn về phía bốn người cơ như thiên bốn người bị kén linh khí bí ẩn bao bọc hoàn toàn không nhìn thấy thân hình của họ nhưng phương vọng có thể cảm nhận được khí huyết của họ đang tăng lên họ còn bao lâu nữa phương vọng mở miệng hỏi tội thánh trả lời ba tháng nữa được vậy ta đi ra ngoài dạo một vòng trước đợi họ khỏe rồi tiền bối hãy đưa họ ra ngoài phương vọng nói xong liền quay người rời đi đoạn thiên ngư hải thì bị hắn để lại đây tội thánh nhìn theo bóng lưng hắn rời đi suy nghĩ miên man Ngư Hải muốn đuổi theo nhưng Phương Vọng biến mất quá nhanh, lời vừa dứt đã không thấy bóng dáng đâu. Đại lục Hàng Long, Đại Tề, Kiếm Thiên Trạch Phương Hàng Vũ và Phương Tử Canh đứng cạnh nhau, họ đứng bên bờ hồ, nhìn về ngọn núi Côn Luân Hùng Vĩ phía xa xa, khuôn mặt đầy vẻ cảm thán. Ngọn núi Hùng Vĩ như vậy không nhiều, hơn nữa còn là do con người tạo ra, thiên công giáo quả thực lợi hại. Phương Tử Canh cảm thán nói Phương Hàng Vũ gật đầu nói, sau khi phương vọng quét sạch đại quân bách tộc, thiên công giáo đã dốc hết sức toàn giáo để tạo ra công luân, người có thể không tin nhưng phần lớn chi phí đều do thiên công giáo tự bỏ ra. Bây giờ, danh tiếng của công luân đã truyền khắp thiên hạ, trở thành đạo trường nổi tiếng nhất ở Đông Nhân gian trong đó có công rất lớn của thiên công giáo tuyên truyền. Hắn giơ tay vỗ vai Phương Tử Canh, cười nói, Phương Vọng đã nói, Công Luân sẽ để lại đạo trường cho chúng ta, thế nào, cùng gia nhập vọng đạo, được không? Phương Tử Canh nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười, hắn hơi lắc đầu nói, ta thì thôi, ta có con đường riêng của mình, hơn nữa con đường của ta và vọng đạo không phải là người cùng chí hướng, nếu gia nhập vọng đạo, chỉ khiến hắn gặp rắc rối. Phương Hàng Vũ không khỏi nhìn về phía Phương Tử Canh, lông mày lưỡi mắt hơi nhíu lại. Vừa nhìn thấy Phương Tử Canh, hắn đã cảm nhận được một luồng sát khí âm hàn, hắn rất muốn hỏi Phương Tử Canh những năm này đã trải qua những gì nhưng Phương Tử Canh không chủ động nhắc đến, hắn cũng không tiện hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới Phương Vọng, nếu Phương Vọng ở đây, tên này chắc chắn không kiên nể gì, trực tiếp hỏi luôn. Phương Vọng không chỉ thực lực mạnh hơn hắn, mà da mặt cũng dày hơn hắn. Ta là giáo chủ hỗn nguyên giáo ở Tây Nhân Giang, hôm nay chứng đạo đại thánh, nếu ta thành thánh, nguyện dùng đạo hạnh của mình, ban hồng vận cho toàn bộ nhân gian, trời cao chứng giám, chúng sinh có thể trông chờ. Một giọng nói thương tan vang vọng khắp thiên địa, không phải chấn động biết tai nhưng người nghe đều cảm nhận được một luồng chính khí hào sản vang vọng giữa thiên địa. Phương Hàng Vũ, Phương Tử Canh không khỏi sửng sốt. Không chỉ có họ, mà tất cả tu sĩ trong toàn bộ kiếm thiên trạch đều dừng tay. Lúc này, ở Tây Nhân gian xa xôi. Trên một hòn đảo lơ lửng, Dương Lâm Nhi đi ra từ trong động phủ, nàng đi đến bên vách đá, bên dưới là biển xanh vô tận, các tu sĩ trên những hòn đảo khác cũng lần lượt đi ra khỏi động phủ. Dương Tuấn Ngự kiếm bay đến, đáp xuống bên cạnh Dương Lâm Nhi, phấn khích hỏi, tỷ, ngươi nghe chưa? Giáo chủ hỗn nguyên giáo sắp thành thánh rồi. Hơn nữa còn ban hồng vận cho toàn bộ nhân gian. Dương Lâm Nhi liếc hắn một cái, hỏi, ngươi có biết thành thánh là gì không? Hồng vận lại là cái gì? Không biết nhưng chắc chắn rất lợi hại, biết đâu chúng ta còn được hưởng lây hắn hướng đến toàn bộ nhân gian tây nhân gian chúng ta thật lợi hại nghe nói đông nhân gian còn chưa có đại thánh ra đời dương tuấn phấn khích nói không ngừng có cảm giác như cũng được thơm lây dương lâm nhi lắc đầu bật cười nàng đang định nói gì đó thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên dương tuấn dường như cảm nhận được điều gì đó cũng ngẩng đầu nhìn lên hắn không khỏi trợn tròn mắt chỉ thấy bầu trời đang đổ mưa vàng những giọt mưa vàng này trong quá trình rơi xuống biến thành những đóa sen vàng, ngày càng nhiều, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ bầu trời. Hoa sen vàng lơ lửng trên bầu trời, tốc độ hạ xuống chậm lại, theo số lượng của chúng ngày càng nhiều, biển xanh vô tận bên dưới cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Tất cả các tu sĩ trên những hòn đảo lơ lửng đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, mặt biển gợn sóng theo đó, vô số loài cá nhảy lên, khiến cho toàn bộ mặt biển trở nên hỗn loạn. Đại Thánh, Hai chữ này in sâu vào trong lòng Dương Lâm Nhi, trong lòng nàng tràn đầy sự tò mò. Đại thánh có thể sánh ngang với tiên thần không? Đến nhân gian này nhiều năm, tâm thái của Dương Lâm Nhi bắt đầu thay đổi. Nàng đã giấu phương vọng vào trong đáy lòng, bây giờ tu tiên đã trở thành mục tiêu mà nàng yêu thích và muốn phấn đấu. Trước kia ở trái đất, ước mơ của nàng rất nông cạn, chỉ là kiếm tiền để chứng minh bản thân. Nàng cho rằng kiếm tiền là điều quan trọng nhất trên đời, nhưng khi nàng thực sự có được tiền tài, còn chưa kịp ở bên phương vọng nhiều hơn thì đã đến tu tiên giới, khi đó, niềm tin của nàng đã phải chịu một cú sốc lớn. Nàng có thể cảm nhận được theo từng đóa sen vàng rơi xuống, linh khí thiên địa đang trở nên nồng đậm. Khoảnh khắc này, trong lòng nàng đã có sự giác ngộ. Nàng muốn thành thánh, không vì người khác, chỉ vì chính mình. Bờ bên kia tiên lộ trong màn sương mù mịt bay ra từng bóng người, chính là Cơ Như Thiên, Đoạn Thiên, Ngưu Hải cùng ba tu sĩ. Ánh nắng chiếu xuống, Cơ Như Thiên không nhịn được mà giang rộng đôi tay, cảm giác được tái sinh khiến hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vời. "Sư phụ, ta thấy hình như ngươi gặp họa được phúc rồi." Đoạn Thiên tò mò hỏi. Cơ Như Thiên cười nói, "Đúng vậy, vị đại thánh kia đã ban cho ta một thân thể cường tráng hơn." Xem ra hắn là người tốt. Sai rồi, hắn để mặt đạo chủ thôi. Ừm. Cũng có lý, đạo chủ đã trùng tu chín lần, trước kia còn là thiên cung chân thần, chỉ nghe danh hiệu thôi cũng thấy không tầm thường. Đoạn thiên lộ vẻ cuồng nhiệt, bây giờ phương vọng trong lòng hắn chính là người mạnh nhất, là người mà hắn muốn theo đuổi nhất. Ngay lúc này, một tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ thấy tiểu tử dài ngàn trượng lao lên từ dưới đáy biển, nhanh chóng bay về phía họ, trên đầu rồng có một bóng người mặc đồ đen đang đứng chính là phương vọng nhìn phương vọng ngay cả ba tu sĩ lai lịch không rõ kia cũng trở nên căng thẳng phương vọng chính là kẻ đã ép đại thánh phải cúi đầu một tồn tại đáng sợ đợi đến khi tiểu tử đến trước mặt họ họ đều cúi người chắp tay hành lễ phương vọng mở miệng nói bốn người các ngươi có thể đi rồi nghe vậy ba tu sĩ kia đều lên tiếng tiền bối hay là ngươi dẫn chúng ta theo với Đúng vậy, tiền bối, tu vi của chúng ta không yếu, đều là cảnh giới thiên địa càng khôn. Đúng vậy, tiền bối, cho chúng ta một cơ hội. Phương Vọng đã sớm nhìn ra tu vi của họ, hắn đáp lời, ta sẽ rời khỏi nhân gian này, các ngươi thật sự muốn đi theo sao? Ba người cùng gật đầu, nhìn Phương Vọng với vẻ mặt tha thiết. Đối với họ, vinh hoa phú quý đã không còn quan trọng ở lại nhân gian này đúng là có thể hưởng thụ đại ngộ của cường giả nhưng chỉ có đi theo phương vọng, họ mới có thể nhìn thấy cơ hội thành thánh thành tiên. Phương vọng bảo họ tự giới thiệu, ba người lập tức giới thiệu bản thân, không hề giấu giếm. Bọn họ lần lượt tên là ngụy Bất Dục, Lũng Xương Thịnh, Hải Tôn, là những tồn tại cảnh giới thiên địa càng khôn của nhân gian này, ngàn năm trước đã xông pha bờ bên kia tiên lộ, bị nhốt ngàn năm. Nhân gian này được gọi là nhân gian đại hàng, cứ cách vạn năm đều có thể nên đón một lần cơ duyên phi thăng ba người từng là kẻ thù vì nhân gian này mà phân chia cục diện chân vạc cơ duyên phi thăng sắp đến nhưng từ xưa đến nay mỗi vạn năm chỉ có một người có thể phi thăng thế là bọn họ nhắm vào bờ bên kia tiên lộ muốn khiến bản thân trở nên mạnh mẽ trước khi cơ duyên phi thăng đến nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha